Xin chào tất cả các bạn. Kể từ việc ra mắt phiên bản facelift vào năm ngoái với diện mạo mới hoàn toàn, quả nhiên nhìn Astra ngoài đường nhiều hơn hẳn. Và ngày hôm nay mình đứng ở đây để tiếp tục giới thiệu cho các bạn phiên bản New Astra CVT Premium. Bắt đầu luôn nhé. Tổng cộng chúng ta có 7 điểm mới so với cả Astra ra mắt cách đây đúng 1 năm. Một tính năng không dễ để nhận biết nhưng khá quan trọng đó là hệ thống đèn pha tự động bật tắt. Với những người mua xe hạng B lần đầu thì đây là một tính năng gần như là cứu cánh cho những tài xế khá non trong trường hợp quên bật đèn để mà bị phạt hay là quên tắt đèn để mà bị hết ắc quy. Và trong phân khúc này thì chỉ có Hyundai Accent hay là Toyota Vios mới có được tính năng này, nhưng ở trong khoảng tầm giá 450 triệu đồng thì chỉ có Astra CVT Premium mới có. Ngay ở đây chúng ta sẽ có gạt mưa tự động, người dùng sẽ không cần phải quan tâm gạt mưa ở đâu hay là tốc độ ra sao, và trên phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios thì cũng chưa có được tính năng này. Sang tới bên thân, đây là chi tiết dễ nhận ra nhất để người ta biết rằng bạn đang đi Astra CVT Premium. Đó là bộ mâm hợp kim 15 inch hai tông màu. Thiết kế đẹp hay không? Các bạn nhớ comment ở phía bên dưới nhé. Hiện tại thì mình đã ngồi vào bên trong nội thất, và với hàng ghế đầu tiên, ghế của mình cũng như ghế phụ thì đều có chức năng là nhắc nhở tài xế thắt dây an toàn. Tuy nhiên thì dù là nhắc nhở hay không thì mình nghĩ người dùng chúng ta hãy luôn chủ động ngay khi lên xe nhé. Các điểm mới còn lại mới là đáng nói nhất, đó là bổ sung về trang bị an toàn. Chúng ta sẽ có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và phanh khẩn cấp. Hệ thống cân bằng điện tử thì sẽ giúp chúng ta duy trì việc cầm lái vô lăng trong những điều kiện thời tiết xấu hoặc là trong những tình huống khẩn cấp. Còn hỗ trợ khởi hành ngang dốc thì sẽ giúp chúng ta không còn những cái mối lo ngại khi mà phải đỗ dừng ở trên những cái dốc cao. Có thể nói, Astra đã trở thành một mẫu sedan hạng B chỉn chu hơn về trang bị. Tuy nhiên thì những nâng cấp của năm trước vẫn được giữ nguyên, ví dụ như là điều hòa tự động một vùng, màn hình giải trí trung tâm có kích thước 7 inch, có kết nối Apple CarPlay. Vô lăng thì vẫn đầy đủ phím bấm từ media, đàm thoại rảnh tay, ga tự động cruise control, đồng hồ sau vô lăng thì vẫn là như vậy. Và phần ghế thì vẫn là ghế da. Bên ghế lái thì có cả bệ tì tay. Mình đã từng lái nhiều mẫu xe không có bệ tì tay rồi, cảm giác khá là trông vắng, còn nếu như độ thêm thì nó vướng, tốn thêm tiền và còn có thể làm rách cả da ghế nữa. Còn độ rộng rãi ở hàng ghế thứ hai cũng như là dung tích cốp chứa đồ thì khỏi cần phải bàn. Cuối cùng, giá bán của phiên bản mới lần này là 485 triệu đồng và xe vẫn được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Theo mình thấy thì đây là một mức giá khá cạnh tranh cho một phiên bản cao cấp nhất trong phân khúc sedan hạng B. Video tới đây là kết thúc. Các bạn nhớ like nếu thích, subscribe kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.